Đằng này vô thực tế nha. Rồi đầu tiên á, đó là tặng video kỹ năng sống. Cái này tặng 100% miễn phí. Ai muốn nhận thì nhận. Đối tượng nhận đó là con từ 4 tuổi đến 12. Mình ghi trên đây luôn. Tặng bộ video hoạt hình kỹ năng sống. Có bên dưới nó có một câu. Thay vì cho con xem iPad, điện thoại không kiểm soát nội dung thì cho xem video kỹ năng sống vẫn tốt hơn. Đó, nó câu vậy thôi. Cái người mà họ muốn nhận thì chỉ có cách để thông tin nhận, còn không thì thoát ra. Thì như vậy á, khi mà anh em gửi cái này thì ví dụ như 10 người click vô thì có thể có 5 6 người họ nhận, nhưng có 4 người họ nói không tôi không muốn nhận thì họ thoát ra thì thôi. À, thì như vậy còn lại 5 6 người điền thông tin. Điền thông tin thì lập tức hệ thống nó sẽ gửi. À, nó gửi tự động. Bây giờ tự động hết nè. À, và nó gửi tự động món quà. Rồi sau đó nó cũng gửi tự động nó giới thiệu qua cái khóa học miễn phí 2 ngày, 2 buổi qua Zoom. Nó có học miễn phí Big Brain Sơ Văn nha. Học toán Sơ Văn 2 ngày. Thì cái đối tượng của cái quà tặng này là 4 đến 12. Nó trùng luôn cái đối tượng của cái học, học viên. À, mấy bé mà 4 tuổi, gần 5 tuổi. Biết số là có thể học được rồi, tập tành được rồi. Rồi 5 6 tuổi học lên đến tầm 10 tuổi, 12 tuổi là quá đẹp luôn, rồi tuổi vàng của học cái môn toán này. Đó nên mình tập trung quà tặng về đây. Rồi có 2 buổi học thử. Tuần nào cũng tổ chức. À, thì như vậy là những người đăng ký này trùng với đây ha. Rồi thêm tiếp nè. Khi mà học miễn phí này thì phụ huynh muốn cho con học đầy đủ thì kiểu gì cũng phải có công cụ, thì ở đây mình đóng gói nó thành một cái combo, đó là tài khoản viết Big Brain cộng với 5 phút thuộc bài 100. Đó, mua cái tài khoản Big Brain quá rẻ, combo này quá rẻ luôn, 1.168.000, nhưng lại được tặng cái tài khoản 5 phút thuộc bài 1 năm. Thì như vậy là cái giá tiền bỏ ra đó nè, đây là sản phẩm gọi là đầu phiểu. Như vậy sản phẩm đầu phiểu của mình giá trị phải cao chứ. Khách hàng họ mua thấy ô rẻ quá. 5 phút thuộc bài bán riêng đã là 868, nếu được giảm 10% là còn 761 gì đó, 760. Là mua riêng. Cộng cả cái viết trend. Học tài khoản viết không có thời hạn sử dụng, gọi là vĩnh viễn. À, mà lại hai cái này mà có 1.168. Anh em nào thấy rẻ comment chữ rẻ. Đó, mình đóng hai cái lại mà mình bán với bằng một cái giá của một sản phẩm bán lẻ là của Bitgen thôi. À, thì nó gọi là sản phẩm đầu phiểu và giá trị nó sẽ lớn. Yeah. Rồi. Rồi tiếp theo cái gì mà phía sau nữa nè. À, phía sau nó còn cái này nè. Đó là phụ huynh mua cái tài khoản, mua cái app về, không biết dạy con, không biết đồng hành, đọc theo sách đó, giao cho nó thì đâu có thời gian. Thứ nhất là phụ huynh không thời gian, thứ hai con nó không hiểu, phụ huynh cũng không có giải thích được tại đâu hiểu gì kiến thức về môn toán này đâu. À, thì như vậy là mình lại có một cái lớp, đó là lớp dạy kèm online. Bây giờ việc học online dễ lắm. À, anh em hôm nào nhớ vô cái lớp học thử để thấy nha. Thế là dạy trên online thôi, không có cần phải bất kỳ ở đâu cũng học được. Cứ mình chia cứ 10 bé là mình tổ chức lớp, 10 bé tổ chức lớp. Tối đa 15 bé. Đó, cứ 10 bé thôi, khoảng 10 bé là cứ mở lớp, 10 bé mở lớp và giao cho cô giáo. Cô giáo này được đào tạo toán sơ văn bài bản đâu rồi. À, kèm cho 10 bé. Thì như vậy đó là phụ huynh sẽ trả thêm. Cái này trả thêm nó đâu đi cùng với cái app đâu. Trả thêm là 500 nghìn một tháng. Tháng nào cũng phải trả. Hoặc là mua 3 tháng thì là mình thu 1.2 triệu. Đó là 400. Thì như vậy là phụ huynh mua về. Xài tuần 10 ngày. Thấy học không được. Và trong chương trình học thử mình nói là phụ huynh cứ mua về. Đồng hành với con theo hướng dẫn. À, và nếu không được nữa thì nhớ là cho con học cái lớp dạy kèm nha. Phụ huynh nói. À, cô Ngọc ơi. Em mua về 10 ngày nay nó có học được gì đâu cô. À, em cũng không có thời gian nữa. Thôi cô cho nó mua cái lớp dạy kèm đi. Thế là mình đoán được cái này. À, vậy là sản phẩm đồ hiểu của mình thấp nhưng mình thu được cái khúc phía sau nè. À, rồi có tình huống đó là phụ huynh thì có thời gian
À, nhưng mà mình đâu có, trước đây không có lớp nè, thì bây giờ phụ huynh nói thay vì tôi cho con học kẹp, tôi chở con đi đến trung tâm thì thôi tôi học luôn đi. À, cái này nó hay mà, nó giúp bản thân mình cũng tập trung, mình cũng rèn được não bộ của mình. À, mình giai đoạn Covid vừa rồi suy giảm trí nhớ quá, à, giờ học cái này để luyện não lại. À, thì phụ huynh học luôn. À, tổng luôn cái khóa này là phụ huynh học chung với giáo viên có hai, mình đóng gói lại nó có 2,368 triệu thôi, rẻ vô cùng luôn. Học 6 tuần liên tiếp rèn luyện quá trời luôn. Thì ở trong 2,368 này không phải là học phí đâu, mà nó cũng bao gồm cả cái tài khoản Bitgen VIP cộng với cái tài khoản 5 phút đầu bài 1 năm cho con học luôn. À, rồi cả cái chương trình đào tạo. À, mình thu có 2,368 triệu, cực kỳ rẻ. Thấy là phụ huynh nói trời 2,368 triệu mà tôi đi cho con tôi học ở trung tâm á, học 2 tháng là 2 triệu rồi, 3 tháng là 3 triệu rồi. Như vậy là cái số tiền này nè, nó chỉ bằng có 3 tháng đưa con đi học trung tâm thôi. Thì học, học xong về có đầy đủ bài bản hết. Cứ vậy thì cứ dạy con mình, đồng hành với con. Quá rẻ chứ còn gì nữa. Đến đây ai thấy quá rẻ, comment quá rẻ. Đó là mình làm rất là rẻ. À, để như vậy thì phụ huynh á, có nhiều lựa chọn lắm. À, cứ đến đoạn nào, phù hợp với nào thì mua ra ở đoạn đấy. À, mua này xong thấy đồng hành không được, thả vô học online. Rồi quên nói con nó học online không được nữa, nó không có tập trung gì cả, các kiểu nó không thích học online gì đó, cứ rất là nhiều lý do. Thì vậy thì thôi vô đây học đi rồi đồng hành với con luôn. Đó, vậy là chúng ta cũng đang ứng dụng mô hình phiểu chứ còn gì nữa, đúng không? Rồi vô trong cái lớp giáo viên này nè, thì nó còn có một cái rất là hay, đó là mua chung. À, tức là ở trong cái lớp này nó có một chính sách nữa anh em. À, đó là thầy cô vào trong đây học thấy hay quá, thì thầy cô sẽ có cái, nếu mà thầy cô thì sẽ có thu nhập từ cái việc là học xong thì sau này đi dạy. À, nhận lại cái lớp dạy kèm này nè. À, thì như vậy là sẽ nhận một đầu bé là được nhận bao nhiêu tiền vậy đó, mình thu 400. À, thì thầy cô là khoảng 40% trên 400.000. À, thì được nhận theo đầu bé để kèm. Rồi thầy cô có thể bán cái tài khoản này, mà nếu mà thầy cô không mua trước á, thì có 20%. À, thì thấy nó thấp quá. À, thế cho nên là trong mấy suy nghĩ trong nói thôi, mỗi một lớp á, mình gom thầy cô là mỗi người 5 triệu 10 triệu, gom khoảng 30, 40, 50 gì đó. À, thì mình sẽ tính toàn bộ theo cái chiết khấu cao này và thầy cô chia ra. Thay vì mua không mua thì thấp, mua 5 triệu thì hoa hồng nó cũng thấp, 10 triệu 30% thôi, nhưng có thể mình mua chung nó lên đến 40%, 35%, ví dụ vậy. Thì thầy cô chia ra. À, thì như vậy là đây là một cách tạo điều kiện cho thầy cô vào trong đây xứng nhau mua, mọi người ít tiền thôi nhưng mà được hoa hồng cao. Rồi, ai thấy cái cách này hay thì comment chữ hay. Đó, thì như vậy là chia ra rồi nguyên cái nhóm vào cái khóa thầy cô là trong tổ chức lại, trong nói thầy Tám mình tổ chức lại là nguyên một cái nhóm này sẽ có một cái nhóm trưởng và sau này làm việc chung với nhau. Đó, anh em chúng mình là chỉ có việc là tặng quà, anh em đối tác chỉ có việc tặng quà, có người học thử thì có thể thả về phá K3, có thể thả cái lớp học thử này về K4, mình giao về luôn, phán về hết cho cái lớp đó. Lớp đó cái nhóm mua chung này sẽ tự làm việc với nhau, rồi sau khi mà đủ cái số lượng thì sẽ tự chọn cái người ra để kèm cặp luôn. À, mình đỡ phải tổ chức cái khâu này, nó mất thời gian lắm. Đó, thì như vậy á, là như vậy là xúm nhau mà làm. Anh em đối tác cộng tác viên thì chỉ lo cái việc ở trên, thầy cô thì lo cái việc ở dưới đây. Đó. Và mỗi người sẽ chia nhau thu 500 nghìn, thu 400 nghìn, thì chia phần trăm đoạn từng đoạn từng đoạn thôi. Ai dạy thì có tiền dạy, ai bán thì có tiền bán. Đó, kiểu vậy. À, vậy là mình sẽ chia chia đều ra. À, rồi nếu mà thầy cô mà trở thành đối tác thì có phải thầy cô phải nhân bản chứ sao? À, tức là cũng phải làm lại quy trình, đó là gửi video tặng. Thầy cô vừa dạy nhưng mà cũng có cộng đồng của mình mà, thầy cô lại đi tặng quà, gửi đường link tiếp thị liên kết lại vào đây, vào đây thì lại cứ chạy theo cái phiểu này, cái chuỗi này. À, thì cái này nó gọi là một cái chuỗi giá trị. À, anh em thấy không, thì kể ra. À, như vậy thì cái việc á là làm gì, lấy link. À, lấy link tiếp thị liên kết, cái đoạn link thì dễ vô cùng, an tâm. À,
lát nữa mình biết cái link thôi, lấy link tiếp thị liên kết trong ghi tắt này, affiliate link tiếp thị liên kết, nhớ là cái link này nó phải có cái mã số mà nãy đã giải thích rồi đó. Lớp học thử thì 4 tuần, tuần nào tổ chức thử cũng được, cứ đủ học viên khoảng chừng 15 bé gì đó là mình tổ chức thử được rồi. Nên là mình mục tiêu là phải tuần nào cũng có, làm liên tục. Hoa hồng thì dựa vào link, tức là khách từ ai thì trả hoa hồng về cho cái người giới thiệu, nếu là cộng tác viên trả về 20%, nếu là thầy cô mà là có mua kho thẻ thì báo với thầy cô là có khách vô đây mua, thầy cô tự lấy kho thẻ của mình ra bán đi chứ lấy thẻ ra sức đó, như vậy mình sẽ trả cái nguồn khách về cho anh em đối tác đại lý luôn, thầy cô là lúc đó còn là đại lý rồi còn gì nữa. Thì khách vào đây mua thì có kho thẻ thì sức kho thẻ, còn nếu mà thôi thì bây giờ sức kho thẻ chung thì mình nhận phần trăm cao đó. Tốt nhất là cứ lấy kho thẻ mình ra bán hết đi rồi sau đó mình mua tiếp. Rồi giáo viên thì dạy kèm. Anh em thấy cái chuỗi giá trị này hay không? Ai thấy hay gọi số 3, nhiều số 3. Đó, vừa rồi đâu khoảng cỡ 10 ngày, 15 ngày đó mình cũng làm lại hết cái này. Trước đây không có làm nha, trước đây không có tập trung gì về toán Big Gen này cả. Bây giờ vận hành vay lại thì phải làm khâu tổ chức lại. Và phải tổ chức nó phải bài bản như vậy. Mỗi người làm đọt, chứ gom lại có một hai người làm thì nó đâu có hiệu quả đâu cao được. Đó, làm lại hết. Thì như vậy, tóm lại nếu mình là cộng tác viên, là đại lý 5 phút thuộc bài và mình không có quan tâm nhiều về Big Gen thì việc của mình làm là làm gì nè? Việc của mình trong cái chuỗi giá trị này là làm gì? Anh em comment xuống đi để hiểu. Anh trưởng quá hay đó, tặng quà chỉ có vậy thôi. Tức là nếu mình là đại lý, mình là cộng tác viên thì chỉ có việc của mình là đi gửi liên tặng quà, không có làm gì cho tôi có cái bộ video kỹ năng sống hay quá, ai có con từ 4 tuổi 12 tuổi đăng ký nhận tôi tặng miễn phí, nó nằm bên dưới comment đó. Để ghi câu trên, đừng có thả link ở trên Facebook, ở trên tài khoản chính, bài chính thì nó bị giảm tương tác đó. Việc của mình là đi reel rao tôi có bộ video. Còn ai chưa nhận cái bộ video kỹ năng sống, hoạt hình kỹ năng sống cho con không? Nó nằm bên dưới, dưới chỉ dưới. Việc của mình là cứ tầm khoảng 3 bài tặng quà đó, cứ vậy thôi. Nó cứ tặng quà, gọi xe Zalo, xe Facebook, cứ xe đường link này.